Cái
đi bộ này 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 này, cất cái đàn ơi, lấy cất cái đàn ơi, cất đá đây, cất đá đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bạn ơi, cho kẹo rệt bao nhiêu xin đâu. Bạn ơi. Đây, cú ơi. Tặng luôn, tặng luôn, tặng luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân của tôi, quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài bản tôi. Thank you.
đầy đủ cho anh văn bản, đúng không ạ? Còn anh có nhu cầu để đối thoại, để làm việc với các cơ quan chức năng thì tổng anh sẽ tổ chức cuộc đối thoại để làm việc với em với tư cách là đại diện cho một bộ phận ở Tây Yên để làm việc tại ủy ban nhân dân thị xã hoặc tại phường Kỳ Thịnh hoặc tại dân phố tổ dân phố Tây Yên, là tùy thuộc cái đó là cho em quyết định là ở đâu thì chính quyền sẵn sàng đối thoại để làm rõ việc này, thống nhất chưa ạ? Rồi, bây giờ như thế này. Rồi. Hiện tại em làm việc rất tại đó. Bây giờ xin lỗi với các bạn như thế này. Một cái thằng học sinh lớp 3. Một cái thằng học sinh lớp 3. Một thằng học sinh lớp 3 lên. Và tôi đem lại bạn nghe. Một thằng học sinh lớp 3 lên nó cầm cái chất thải như thế này lên. Nó bị dập hay không? Sắt đây, cầm một cục 500, bạn đặt một lại cục đây. Tôi đem lại xong bạn. Bọn em đã thử nghiệm, bọn em xúc một thùng sơn về, bỏ một cái thùng phim ở đây, bọn em quẩy vào, ngâm một ngày, cả ngày mai, bọn em đủ cái nước ra, cái thùng phim. Bọn em bắt bát lại lúc phim vào vô, nó có 3 phút trả trực lập tức. Trả trực lập tức, nếu như bà không tin, thì em sẽ làm cái tiền cho bà thấy luôn. Không, cái việc tin đây đấy, thì không ai, bây giờ em hỏi thật bản như thế này, bây giờ cái chức năng, và nhưng em khoan xin lỗi bà, xin lỗi bà, bây giờ xin lỗi bà như thế này, cái giấy tờ á, cái giấy tờ á, cái giấy tờ mà chấp nhận cái đó, xin lỗi bà chứ. Anh thích màu tốt không? Cho anh màu tốt, anh thích sâu à? Ok cho anh, em thay về bạn một tờ, em có thay cả mặt tờ. Anh nói thật em thay về bạn một tờ luôn. Chỉ còn bây giờ thì còn xét nghiệp nông nông để làm được thôi. Còn bây giờ kiểu như bạn ơi, em mua em xúc đất về em quấy cho bạn thôi. Đi! Giải thích không? Cái áo khổ cũng mở ra được mỗi nhiều hỏi giải thích. Cái áo khổ cũng mở ra được tìm không không? Không là anh cầm gì? Anh cầm gì trao đổi tí cho rò cái chuyện này. Bạn ấy bạn đấy đang để dân đi nỉ, mà đấy là do anh em lấy do trần dân trước nỉ, rồi dân thân của trần đi đứng của trạch dân nỉ với một tháng nữa đã được ra một tháng nữa một năm quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mạnh đồng chú. Chồng tao chồng công mới được cái gì hề này, chồng tao chồng công mới được khẩn trương gì hề. Cái chồng đó nó ho là lấy xi mày bây giờ lấy xi mày lên lấy xi mày ho chai còn dưới lấy xi mày tập trung lên tên lấy một cái là ho gọi ai biết ai giờ nó mới gọi hả. Dưới xuồng đó lấy xi mại chay lên chứ ở trên hóng hóng chứ đồng hành tập trung cho đi cao thôi. Mình đi truyền thông, mình đi truyền thông, mình đi truyền thông thế nữa. Nhưng mà chỉ được phát cực quấy nó rần rần. Hay hình dài.
bố dễ đang khổ lắm nhưng mấy từ đang đây mày mà bò cả đe ra ngoài nó bung xuống để cho tao đó ra ngoài nó hôi lắm mày nhận nhân hết ra ngoài nó hôi lắm mày đe ra ngoài hôi lắm mày bỏ tay mà đã là được tao thằng anh ba lấy chân bò tao làm ra là được mày đang bắt tao nữa mày tao vậy đang bò làm ra lấy chân bò tao mày ba đã tao bò nó ra nhân ra nhân ngược đây ra đâm bắt đây tao chỗ bên điếu điếu tao quay lại cái bên này chửi tao rồi tí quay cái này giật vô đây mày nhìn đã thấy đâu đang có tao cái tao không lắm mày đâu nhân chút cả anh bo tao đâu vô đây hơn lắm mày đây chơi nhìn cả đó đừng đọc bao giờ bo nhá đây đừng đọc bao giờ bo nhá à mày nó vô đây đừng đọc bao giờ bo mày nữa anh cũng dám nhưng mày cũng dám nữa đấy ở đây tám của ai mà đừng nói ra cái người nữa có hai trăm mấy trăm chốn của đội là nhìn cả thôi chó đi cũng chuyện nhìn cả bánh kem của nó là cái hoa thằng lắm mày nè nhận chút cả anh bo tao bo đi lắm thì đang bơi không bay đi anh bơi anh đi bể tận rồi. Tình hình là bể tận rồi, lùi hô đi. Lùi hô đi anh em ơi. Cổ rô ná vậy. Phải nói với 56 chúng tôi là phải tôn trọng chủ các anh. Nhưng mà 56 để dân hiểu rằng công ty Việt Hải là phụ sinh đồ vụ với chị lấy một cái khóng nguyên đồ vụ đó nên không ăn quên lời chú dân mà lấy à. Là gì cả. Mày ai cũng nhờ đây. Cái lề đó, cái lề cái là mới vô giống lề thế đó chứ nè. Anh em nhờ hề. Ở ra rồi giả mất lôi tựa đó. Đi vô được mày thăng. Đi cho mày đứng lại, đi lấy đứng lại đâu, không đứng lại, đi cho họ đi cho là. Để đứng đi thăng, tập trung bắt đầu đi một thăng, à mỗi luôn cho đi thăng. Khổ không bạc? Ừ, khổ không? Bình thường. Thật ra họ có khổ không? Mình kể vi phạm pháp luật, có chứ pháp luật thì bình thường. Quay lại. Ở được không? Con cái ôm á.
mày chết. Việt là lý do quá cao hơn mày đó đâu. Gần hết bạc. Ê, chó chết cả. Đó, quá trời luôn. Tại vì em kết thúc. À mà cũng quá thật. Giang thương cho mấy thằng chó đi đây. Đi đi đi, theo tiếp. Giang thương mấy thằng chó đi đây. Thì đó. Chị đây bị tố. Đặt trên thống chủ bảo anh tuyệt lộ bị mất
quốc gia lên đây lệ. Thôi nha. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì ngay lúc này, người dân giáo xứ Dụ Yên đang tập trung lên mặt bằng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Việt Hải để yêu cầu công ty An Việt Phát đã chở chất thải từ Formosa về để san lấp mặt bằng. Và bây giờ thì được cơ quan công an đang bảo vệ.
Dưới là sóng rồi. Phần thả đi là sóng rồi. Vâng, một số người bảo rằng xỉ to này là hợp chuẩn, nhưng chúng tôi đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh xét nghiệm, nhưng họ đã không có câu trả lời. Họ dựa vào Bộ Môi trường tự lập và khi chúng tôi yêu cầu ngừng việc đổ thì họ không ngừng, và cùng với đó thì họ vẫn tiếp tục đổ. Và ngày hôm nay là bên công ty Tâm Việt Hải làm để bàn giao mặt bằng cho công ty An Việt Phát, cùng với đó là lễ khởi công vào ngày hôm nay. Bảo ơi,
Vâng, hiện tại thì bà con giáo dân đang tìm cách, tìm mọi cách để tiến vào nơi mà công ty Tâm Việt Hải và công ty An Việt Phát dùng chất thải của Formosa để san lấp mặt bằng. Chút nữa thì chúng tôi sẽ tiếp cận được cho quý vị và các bạn nơi mà công ty Tâm Việt Hải và công ty An Việt Phát dùng chất thải của Formosa để san lấp mặt bằng. Và ngay lúc này thì bà con giáo dân của giáo xứ Dụ Yên đang cố gắng tiếp cận nơi mà chất thải được đổ. Hiện nay thì công an cơ động và công an an ninh rất đông để ngăn cản sự tiếp cận của bà con Tây Yên.
khi mà người dân tiến vào nơi mà đất đất thải của Formosa thì các anh an ninh đã hô hào cho nhau để tiến về để bảo vệ cho công ty Tâm Việt Hải, công ty An Việt Phát. Như vậy thì bà con cũng có thể hiểu rằng lòng dân đã khắc khoải, lo sợ về tương lai chất độc. Nơi đây là đầu nguồn của con sông Quyên. Buổi sáng ngày hôm nay là lễ khởi công của công ty An Việt Phát và cũng là lễ bàn giao mặt bằng. Trước đây 2 tháng thì người dân đã viết đơn khiếu nại về chất thải này, nhưng phía chính quyền các ban ngành không có câu trả lời cho người dân. Trước quý vị và các bạn, đó là công ty Tâm Việt Hải. Công an ninh thì có phương tiện trang bị đầy đủ, còn người dân tay không và cố gắng rất nhiều để tiến về nơi mà công ty Tâm Việt Hải dùng chất thải để san lấp mặt bằng. Ở đây các cháu học sinh không có phần tư gì
đi ra khỏi khu vực. Đó đề nghị mấy anh em đi thế giới giải thích như bà con đồng đồng. Vâng, hiện tại thì đã đưa các giáo viên của các trường đến vận động học sinh để không tới chất độc này. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể biết tương lai của con em sau này sẽ hưởng tất cả những cái chất độc đó ngấm vào lòng đất. Bởi vì con sông Quyền này là con sông đầu nguồn của tổ dân phố Tây Yên và Yên Thịnh. Đi lại sát tìm không? Đi lại sát đâu tìm không? Đứng dưới chân hồ đó. Dưới chân hồ ấy. Ơi! Đang diễn lên phải nhá. Cười lên mấy anh em cháu cười lên để cho đẹp phải không? Chia chia cảnh không? Chia. Mẹ anh em cháu cười cảnh cho tươi đi. Đấy, cái góc đông yêu sẽ người chúng đẹp lên. Răng răng đi, răng vô đi. Răng vô đi. Đứng tiếp. Đứng tiếp. Hai đứng đi. Đấy đi. Cá bên đứng. Cho nó cắn lên gì không? Cho lên cả. Rồi, tha cái đống đống sáu xuống. Tha cái đống sáu xuống. Ôi lại đâu nữa đẹp hơn này, đâu nữa sẽ nhiều. Đừng đền má, đừng 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 má,
Ngồi xuống. Các em cũng ngồi luôn. Vận động của các em bố ngồi, cho các em ngồi trước, cho các em ngồi trước. Bố ngồi, mọi chân bố ngồi đi. Vận động các em bố ngồi trước, mọi chân cho các em ngồi trước. Vận động các em bố ngồi chưa, ngồi trống thì họ có các em đi vận động các em bố ngồi thì nó ngồi đó. Thì bọn thầy giáo cũng dạy nạt cho bọn hai đấy thầy giảng phố. Có thể cả số đứng xung quanh đây bọn sinh tá hai và giảng phố muốn. Hai đứa học hai bà bố và thầy thọ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey, no.
Yeah.
Mời tên nhé. Vừa là công tiên lên một tên nhé. Cái này đang trực tiếp nha Phúc Thanh. Đang trực tiếp nha. Mời mời bạn Đức Peter lên biểu tình nha, lên đây nha. Con Nguyệt này. Con Nguyệt này.
Hơi uống trứng ho ho sườn độc ấy. Tay chân toàn gầy gộc này, gầy gộc này. Bản đây là những người ngư dân bán cá này, bị công an chặn lại này, không cho đi qua này, vô duyên vô cớ này, chặn người này, không cho chạy này.
đủ các cái xe để tiếp dân này. Gầy gộc. Không biết họ cầm gầy để làm gì. Không biết họ cầm gầy để làm gì. Không biết họ cầm gầy để làm gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ăn con đi bầu trường để cái thang trần đang này đi. Thang này đi này thả đây cho hẳn cái hân ăn lên lên. Gió đi cái thang thế tao nói cho mày nghe. Tao nói mày nghe này. Để mất cái thang thế nó quấy đi cái thang lên ngu điếm đi. Ăn tiền ra cái trong cái đài đó. Lên lên ăn tiền cái thang đang đi. Hẳn như ta. Hẳn chuồng xoay tao tao cũng đi thôi mày ta. Chết xài phú xá sàn lập mặt bằng nha. Sàn lập mặt bằng này mà không cho người dân tiếp cận này. Bị cứ đồng bụng này không cho người dân tiếp cận. Em vào đi, vào trong đường đi. Vào trong đường đi. Bây giờ đang trực tiếp nha. Lấy lại, đang trực tiếp nha.
đúng rồi, đang trực tiếp nhà lấy mẫu. Thank you.
công ty Việt Hải dùng chất thải Phú Sa để sản lập mặt bằng này. Ở trong này mà bây giờ công an trần thì không cho người dân này, nhóm người dân vào này. Xem hết cái gì chứ.